Chào các bạn quay trở lại với channel của mình và mình là tiểu sư phụ ngày hôm nay thì mình sẽ update và cập nhật lại cho các bạn về à, chương trình earn testnet đến từ mạng nia đó là dự án snipe finance đây là một dự án sàn ama mà mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để có thể đăng ký Wireless testnet cũng như là hướng dẫn chi tiết về cái quá trình mà chúng ta làm testnet đến từ cái dự án này rồi nhá đấy các bạn có thể check lại hai cái video trước đây của mình à, hướng dẫn à, đăng ký testnet này hướng dẫn à... Hướng dẫn làm EROPE testnet này Đấy thì mình cũng đã hướng dẫn rất là chi tiết rồi nhá Ok à, Chúc mừng cho những bạn nào mà đã tham gia Và đã làm theo những cái hướng dẫn của mình Thì ngày hôm nay thì các bạn có thể xem cái thông báo Của nó ở đây là tổng quan về Kết quả sự kiện SNAI Finance Europe. Có nghĩa là nó đã tổng kết lại Tất cả những người tham gia và kết quả Thì à, nó đã hiển thị ở đây nhé các bạn Các bạn truy cập vào cái trang Của nó là trang này này Trang snai Phi thì các bạn sẽ uh, đăng nhập vào cái uh, tài khoản ví Near, ví near Mainnet nhé. Ở trên snipe Phi thì các bạn đăng ký bằng uh, đăng nhập bằng cái tài khoản là ví uh, Near Mainnet. Thì các bạn kéo xuống các bạn sẽ thấy được này. Ở đây thì nó hiển thị là do testnet address của các bạn này. Ví testnet mà chúng ta đã đăng ký này. Nhiệm vụ, những cái nhiệm vụ mà chúng ta đã làm này. Uh, và được nó ghi nhận này. Và uh, ở đây là tổng uh, phần thưởng mà các bạn sẽ nhận được. Ví dụ như mình đang là 755 này các bạn này Ok Thì uh, Về cái lộ trình Cũng như là về cái timeline Để chúng ta có thể nhận được phần thưởng Cũng như là để bán được cái phần thưởng Cái đồng token sni phi này Thì chưa có công bố chính thức nha Tuy nhiên các bạn có thể theo dõi uh, Cái dự án này ở trên trang Twitter của nó Đây các bạn có thể thấy này uh, Đây uh, Cách đây 11 tiếng Thì uh, nó đã công bố cái kết quả cho sự kiện EROP này và cho biết cách để kiểm tra cái phần thưởng của bạn Đấy, chính là cái trang này các bạn này Kiểm tra phần thưởng của bạn ở đây Và uh, nó sẽ uh, Đây, xem phần thưởng của bạn Sẽ nhận được khi ra mắt Snipe Finance Mainnet Đấy, thì các bạn phải theo dõi những cái kênh cộng đồng của nó Để có thể uh, được update thông tin Khi mà cái dự án này nó ra mắt Mainnet Và chúng ta sẽ uh, được nhận phần thưởng Và chúng ta có thể bán được cái đồng token này À, ra tiền nha các bạn đấy đây là một thông tin rất là vui đến từ cái chương trình aerop uh, testnet uh, của mạng nia đây là một sàn ama rất là tiềm năng đấy thì chúc mừng cho chúc mừng một lần nữa những bạn nào mà đã tham gia vào cái chương trình uh, testnet của thằng này thì các bạn nhanh chóng uh, truy cập vào cái đường link để các bạn kiểm tra được cái phần thưởng của các bạn nhé cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của tiền sư phụ các bạn nhớ nhá, mình sẽ luôn update tất cả những cái thông tin tất cả những cái dự án và các chương trình đến từ hai cái channel cũng như là group telegram của mình ở đây này nếu như bạn nào mà chưa theo dõi channel telegram cũng như là group ấy thì các bạn theo dõi nhé để luôn được update những cái thông tin mới nhất và cập nhật sớm nhất Đấy, đến từ channel của tiền Sư phụ nhé cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của mình chúc các bạn kiếm được thật nhiều coi và thật nhiều tiền còn bây giờ xin thân ái chào và hẹn gặp lại